xe chở đầy một xe cát gì xe đá ướt luôn nha anh em nha. Xe đá này rất là nặng luôn, tầm khoảng 700-800 kg, chạy số 3 rất là khỏe hơn. Chạy tầng nhanh, chạy số 3 luôn. Ký chạy rất là nhẹ nhàng, chạy nhẹ nhàng lắm nha anh em, chạy vừa nhẹ mà bên lên rất là nhẹ nhàng luôn, ganh tay thôi. Con này là Kubota hai cầu bốn bánh nha anh em, trợ lực lái có bên bể mình, động cơ xăng 8 ngựa, nhìn vậy thôi rất là khỏe hơn. 500 ký chở 800 ký. Rồi anh em nào có nhu cầu alo ha, giá hơn 40 triệu nha anh em. Đầy đủ. Rồi chào anh em ha.